Biến đổi khí hậu có thể khiến loài gấu xám Bắc Mỹ thay đổi thói quen từ ăn thịt cá hồi sang ăn trái cây. Đó là kết quả nghiên cứu của một nhóm các nhà khoa học tại Đại học bang Oregon của Mỹ vừa đưa ra vào ngày hôm qua. Kết quả trên có được sau khi hai nhà sinh thái học William DC và Jonathan Armstrong gắn vòng đeo cổ theo dõi 15 con gấu xám Bắc Mỹ trên đảo Kodiak ở bang Alaska nhiều năm liền. Thông thường thì gấu xám tìm bắt cá hồi để ăn vào đầu mùa hè, trước khi chuyển sang ăn quả của cây cơm cháy vào cuối tháng 8 và tháng 9. Vào các năm 2014 và 2015, nhiệt độ trái đất ấm lên khiến quả của loài cây này chín sớm hơn thường lệ và rơi vào đúng thời điểm có nhiều cá hồi xuất hiện ở các con suối. Nhưng các con gấu xám đã lên đồi ăn quả chứ không bắt cá hồi để ăn. Theo các nhà khoa học, do quả cây cơm cháy có ít protein hơn so với cá hồi, gấu tốn ít năng lượng tiêu hóa và dễ tăng cân nên chúng thích ăn loại quả này hơn là cá. Hành vi bất thường của gấu xám có thể làm đảo lộn mắt xích sinh thái nuôi dưỡng đất bằng lượng lớn xác cá hồi do gấu ăn không hết bỏ lại.